Quý vị và các bạn thân mến, phụ nữ từ lâu thì luôn được coi là phái yếu, là người được cánh đàn ông bảo vệ và che chở. Và việc dùng bạo lực đối với phụ nữ thì luôn bị xã hội lên án một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên mới gần đây thì trên phố Xã Đàn, Hà Nội, một người phụ nữ đang ngồi chơi trong nhà, bỗng nhiên bị 4 người đàn ông lạ mặt xông vào hành hung, gây thương tích. Vụ việc đang khiến dư luận vô cùng bức xúc. Hôm đấy là ngày 1 tháng 5 thì nhà tôi vẫn mở bán hàng bình thường tại quán 342 Xã Đàn. Thì tôi vừa mới dọn vệ sinh ở trong nhà vệ sinh của quán ra, thì tôi đang ngồi lúc đấy khoảng 16 giờ 42 phút thì có khoảng 4 đối tượng đi vào nhà tôi và lao vào đánh tôi luôn, không hỏi han gì cả, đánh tôi luôn. Thì trong đối tượng đó tôi biết là có một người tên là Nguyễn Đình Nhân, con của ông, sinh năm 1987, con của ông Nguyễn Đình Vân, sinh năm 1964. Đánh liên tục đánh vào tôi, và ở trong quán thì cũng có rất là nhiều người, nhân viên là tôi, trong đó có anh Đoàn là đã đứng nhảy ra can ngăn tôi, trong cái can ngăn anh Nhân trong cái việc đánh tôi. Nhưng khi can ngăn, trong khi can ngăn thì có đối tượng đã phi cái phóng lợn hàn vào đầu tuyết, phi anh Đoàn, và anh Đoàn đã tránh được. Trong khi mang đến nhà tôi thì có mang một cái bao xanh xanh, trong cái bao xanh xanh là có một cái tuyết dài khoảng tầm 8, và trên đầu tuyết là có hàn một con dao phóng lợn. Tôi không có khả năng chống cự vì những thanh niên đấy cũng là quá khỏe, và so với tôi thì tôi sức khỏe phụ nữ đã sinh sản rồi, nó rất là yếu. Nhân của việc mà nhóm đối tượng này tấn công chị như vậy thì xuất phát từ đâu? Có khách, nhà tôi đang có khách, ông Vân với cả người khách có gọi nhau sang phía bên 346, và khi xảy ra va chạm giữa ông Vân và người khách thì tôi không thể biết. Con nhà ông Vân là đối tượng Nhân đã đến, đã đe dọa tôi rất nhiều lần và bảo tôi là phải nói ra những cái đối tượng khách ăn kia là ai, nhưng thực tế tôi không biết khách ăn đấy là ai cả, và tôi cũng không biết là họ đã đánh nhau vì chuyện gì, tôi cũng không biết. Thế nên con nhà ông Vân cứ một mực đòi tôi là nói tôi là biết đội đó, biết những người đấy để cứ truy sát tôi. Tôi là người làm chứng từ đầu đến cuối. Khi mà tôi chứng kiến cảnh là 4 người đàn ông lao vào đánh người phụ nữ, tôi cảm thấy rất bất bình. 4 người vào đánh người phụ nữ đã còn cầm theo cả phóng lợn lao vào chém người ta, trong khi tôi can ngăn người ta chém cả tôi. Theo tôi nghĩ nếu mà không có tôi ở đây ngăn cản thì hậu quả sẽ xảy ra rất nghiêm trọng. Cái mức độ của côn đồ của các đối tượng này là quá manh động, mà trong khi đó tôi được biết là anh Nhân này đã đi một cái án là cố ý gây thương tích mới về. Theo nguồn tin riêng của phóng viên, công an đã xác định được đối tượng. Hiện đội điều tra tổng hợp công an quận Đống Đa, Hà Nội đang điều tra để làm rõ vụ việc. Thưa quý vị và các bạn, hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích được quy định tại điều 134 của Bộ luật Hình sự. Trong vụ việc lần này thì video an ninh cũng thể hiện khá rõ các đối tượng đánh người có tổ chức, có hung khí và mang tính chất côn đồ đối với một phụ nữ không có khả năng chống cự. Khung hình phạt có thể lên tới 3 năm tù giam.